Dự án nhà ở xã hội AMC 1 ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa do Công ty Cổ phần Phát triển AMC Toàn cầu thực hiện đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2014. Sau nhiều chậm trễ, dự án được gia hạn thời gian thực hiện vào năm 2020 và khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên đến nay, bên trong khu đất rộng hơn 22.000 m² nằm ở vị trí đắc địa của thành phố Thanh Hóa, vẫn chỉ có phần móng đang xây dựng dang dở. Sau gần 10 năm được phê duyệt, dự án vẫn chưa biết đến khi nào mới hoàn thành. Đề nghị các cấp có thẩm quyền đấy để xem xét, để thực hiện và đưa cái dự án này vào sử dụng để tránh cái việc mà lãng phí tài nguyên đất đai và có những cái biện pháp theo quy định pháp luật để buộc chủ đầu tư phải thực hiện dự án. Theo thống kê của Sở Xây dựng Thanh Hóa, trong số 9 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, có 4 dự án bị chậm so với chấp thuận chủ trương đầu tư ban đầu, gồm 2 dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, dự án nhà ở xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú tại phường Quảng Thắng và dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu vực phía đông, khu công nghiệp Lễ Môn của công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Săn Dết Việt Nam. Tình trạng chậm tiến độ của các dự án nhà ở xã hội có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chính là do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, vướng mắc pháp lý về thủ tục miễn tiền sử dụng đất, thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chưa đủ năng lực tài chính thực hiện dự án. Ngày 9 tháng 10 năm 2023, tại công văn số 15032 về việc triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu việc giao đất, cho thuê đất cho các chủ đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư giả soát, đề xuất giải pháp xử lý đối với dự án nhà ở xã hội AMC 1 phường Quảng Thành. Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý chất lượng tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Sở Xây dựng cũng tham mưu cho Ủy ban tỉnh là tháo gỡ quyết liệt và tập trung vào những cái nội dung mà khó khăn vướng mắc, khó ở đâu là gỡ ở đấy và tìm mọi cái giải pháp để phối hợp cùng với nhà đầu tư rồi với địa phương để đẩy nhanh cái tiến độ công tác về lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, làm cái cơ sở để triển khai thực hiện dự án. Thứ hai là liên quan đến các cái nội dung quy định của pháp luật có liên quan, thì Sở Xây dựng cũng tổng hợp những cái nội dung đấy để cũng có tham mưu Ủy ban tỉnh và báo cáo lại với là cấp có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh trong khi mà điều chỉnh các cái quy định của pháp luật có liên quan. Đến nay, Thanh Hóa có gần 5.500 căn hộ thuộc 14 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa hoàn thành ít nhất 13.800 căn hộ nhà ở xã hội, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Những khó khăn vướng mắc về hồ sơ thủ tục rất cần cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện để các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. Bên cạnh đó, những chủ đầu tư không đủ năng lực, chậm triển khai dự án trong thời gian dài cũng cần phải có giải pháp xử lý dứt điểm, tránh gây lãng phí tài nguyên đất đai, gây bức xúc trong dư luận.